mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top 10 Kinh Điển. Các bạn thân mến, trong lịch sử hàng nghìn năm của nhân loại thì người ta đã tìm thấy rất nhiều kiến trúc cổ đại với độ chính xác và nghệ thuật hoàn mỹ. Có rất nhiều ngôi đền có lối kiến trúc đặc biệt đến mức mà ngay cả khi sở hữu kỹ thuật hiện đại như ngày nay thì chúng ta rất khó có thể xây dựng một công trình tương tự như thế. Bên cạnh đó là những kho báu khổng lồ, những lời nguyền chết chóc cùng vô số những bí ẩn mà các nhà khoa học chưa thể nào đưa ra lời giải đáp. Vậy những ngôi đền đó đang ở đâu nhỉ? Các bạn hãy cùng mình theo dõi video của ngày hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết nhé! Ở vị trí đầu tiên đó là đền Kailasa. Khi nhắc tới Ấn Độ thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cảnh phim thách thức cả những định luật vật lý. Nhưng ở đất nước này cũng có một ngôi đền khiến bạn sẽ phải nhớ mãi đấy. Đó chính là ngôi đền Kailasa. Đây là công trình điêu khắc đá lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới. Một trong những điều tạo nên sức hút của ngôi đền này là bí ẩn về nguồn gốc, các nhà điêu khắc và xây dựng. Theo nguồn tin từ chị Google thì kỹ thuật dùng để xây dựng nơi này được gọi là khắc từ đá tảng. Tuy nhiên, người ta vẫn không tài nào hiểu được làm cách nào mà người xưa tách đá tảng ra khỏi núi đá 30 mét để làm các cột trụ với vài công cụ thô sơ. Người ta ước tính đã có 400.000 tấn đá được dùng để tạo nên nơi thờ phụng này. Các nhà khảo cổ học và sử học thì cho rằng cấu trúc nguyên khối này được xây dựng trong khoảng 20 năm. Họ đặt ra giả thuyết các công nhân đã làm việc liên tục 12 giờ một ngày, kể cả mưa bão hay lễ hội. Có nghĩa là để xây dựng được nơi này thì mỗi ngày họ phải tách 60 tấn đá, mỗi giờ là 5 tấn. Ôi, mình có nghe nhầm không vậy? Mình nói thật là với tất cả công nghệ trong thời đại hiện nay thì chúng ta vẫn không thể làm được điều đó đâu. Vậy ai đã làm điều này và làm như thế nào? Đó vẫn là câu hỏi không có lời giải đáp. Ở vị trí tiếp theo đó là đền Virabhadra. Chúng ta thường biết đến những người khổng lồ qua các bộ phim viễn tưởng, nhưng những dấu tích của họ lại được tìm thấy ở một số di chỉ khảo cổ và ngôi đền cổ kính Virabhadra là một trong ví dụ như vậy. Bằng chứng rõ ràng nhất có lẽ là một dấu chân khổng lồ ở phía mặt trước của ngôi đền, nhưng đây không phải là bằng chứng duy nhất. Theo sử sách, ngôi đền này được xây dựng cách đây 500 năm vào thế kỷ 16. Đền được cấu thành bởi những khối đá lớn ghép khớp lại với nhau, và đặc biệt là có hai bức tượng bò Nandi và Linga được đẽo gọt trực tiếp chỉ từ một khối đá duy nhất chứ không phải là theo lối kiến trúc xếp hình của đền thờ. Rốt cục thì để mang vác và thao tác với những khối đá khổng lồ như vậy với công nghệ thô sơ thời xa xưa thì họ đã làm như thế nào nhỉ? Chắc hẳn những người thợ xây phải có vóc dáng khổng lồ lắm. Liệu đây có phải là tác phẩm của những người khổng lồ hay không? Các bạn hãy thử suy luận rồi cho mình biết trong phần bình luận nhé! Những ngôi đền bên trên chưa đủ kích thích trí tò mò của các bạn thì vậy thì hãy theo dõi ngay ngôi đền tiếp theo nhé! Nó sẽ làm các bạn sốc đến tận óc đây nha! Vị trí số 3, đền Kamakhya. Nằm trên đỉnh đồi Nilachan ở Guwahati, Assam, ngôi đền Kamakhya là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất ở Ấn Độ. Ngôi đền này có nguồn gốc khá thú vị đấy các bạn ạ. Theo truyền thuyết, trong một lần bị xúc phạm, nàng Sati đã nhảy vào lửa tự vẫn. Khi Shiva biết người vợ yêu của mình đã ra đi, ông đã đặt thi thể của Sati lên vai và nhảy điệu hủy diệt. Nhằm giúp Shiva nguôi giận, thần Vishnu đã cắt thi thể của Sati ra làm 108 mảnh và ngôi đền Kamakhya được dựng ở nơi tử cung và bộ phận sinh dục của Sati rơi xuống. Ngoài nữ thần Kamakhya, quần thể ngôi đền còn thờ 10 vị thần khác. Điều đặc biệt là ngôi đền không có bức tượng nào để thờ cúng, mà chỉ có bộ phận sinh dục nữ của nữ thần Sati mà thôi. Bộ phận nhạy cảm này được khắc trong một góc của hang động trong đền và được che phủ bằng một tấm lụa màu đỏ. Theo như mình tìm hiểu thì mỗi năm, ngôi đền bị đóng cửa trong 3 ngày để tổ chức lễ hội Abumbachi Mela và nước thánh sẽ được chia cho những người sùng kính nữ thần nhất. Ở vị trí số 4 đó là đền Angkor Wat. Mình phải nói với các bạn rằng cái ngôi đền này còn khó hiểu hơn cả con gái nữa cơ đấy. Có lẽ cái tên Angkor Wat không còn gì xa lạ với các bạn rồi. Ngôi đền này nằm trong quần thể kiến trúc Angkor được đế chế Khmer xây dựng từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 15. Có thể nói Angkor Wat chính là di sản vĩ đại nhất mà người Khmer để lại cho hậu thế. Theo nghiên cứu mới đây thì những viên đá sa thạch khổng lồ được sử dụng để xây dựng ngôi đền Angkor Wat vào thế kỷ 12 được đưa tới thông qua một mạng lưới hàng trăm kênh rạch chằng chịt. Phát hiện này giúp giải thích làm thế nào mà ngôi đền khổng lồ như Angkor Wat được xây dựng bằng 5 triệu tấn đá và trong vòng 35 năm.
Mặc dù theo tính toán phải mất hàng trăm năm nếu sử dụng các công nghệ có sẵn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, dù phát hiện này đã mở ra nhiều điều bí ẩn của Angkor Wat, nhưng còn nhiều điều về kiến trúc của ngôi đền vẫn chưa thể lý giải. Ví dụ như làm cách nào để vận chuyển hàng triệu tấn đá cách xa hàng chục cây số tới đây? Làm sao để đưa các khối đá hàng chục tấn leo lên cao hàng chục mét để điêu khắc? Hàng vạn câu hỏi vì sao được đưa ra khiến các chuyên gia nghiên cứu phải đau đầu suy nghĩ hàng mấy chục năm mà vẫn chưa thể hiểu được tại sao các bạn ạ. Ở vị trí số 5 là đền Brihadeeswara. Ngôi đền có tên Brihadeeswara là một ngôi đền vô cùng quan trọng của người Ấn Độ. Nó được vua Rarachola I xây dựng vào năm 1010, có độ cao lên tới 66m và là một trong các ngôi đền cao nhất trên thế giới. Nằm trên một khu vực có diện tích là 320.000 km2 ở Thanjavur, Ấn Độ, nó cũng là ngôi đền bằng đá granite đầu tiên trên thế giới được hoàn thành mà bí ẩn của nó vẫn đang thách thức các nhà khoa học hiện đại. Các nhà nghiên cứu ước tính có tới 130.000 tấn đá granite đã được dùng để xây dựng toàn bộ đền thờ. Làm thế nào mà con người thời đó với trình độ khoa học của thế kỷ 11 lại có thể di chuyển những khối đá nặng tới hơn 80 tấn từ khoảng cách 60 km và đặt chúng một cách chính xác hoàn hảo lên đỉnh của ngôi đền như vậy? Ngoài ra, bí ẩn về các việc các thợ điêu khắc làm thế nào để chạm khắc bức tượng thần bò Nandi nặng 20 tấn chỉ trên một phiến đá duy nhất cũng chưa có lời giải. Những ngôi đền bên trên đều có sự bí ẩn riêng. Vậy ngôi đền tiếp theo sẽ chứa đựng bí ẩn gì đây? Mình sẽ dẫn các bạn đi tìm hiểu nhé. Đền thờ Padmanabhaswamy. Và đây là một đền thờ nắm giữ kỷ lục giàu có nhất thế giới đấy. Nằm ở bang Kerala, đền thờ Padmanabhaswamy được xây dựng vào thế kỷ 16. Nó từng thuộc sở hữu của vua Marthandavarma trước khi phải chuyển giao quyền chủ quản cho chính quyền bang Kerala năm 1949. Kiến trúc của đền thờ cũng vô cùng độc đáo với 6 đường hầm được đánh dấu từ A tới F. Muốn đi vào kho báu thì kẻ trộm sẽ phải đi qua 6 cửa này với những bức tượng rắn bằng đá canh giữ mà để mở chúng thì không phải là một điều dễ dàng, thậm chí dẫn đến những tai họa cho kẻ đột nhập vì lời nguyền cổ xưa. Vào năm 2001, các nhà khảo cổ học đã khoai quật đường hầm A và chỉ tính riêng kho báu ở nơi đây cũng đã khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp. Hiện nay thì những nhà chức trách phải giới nghiêm khu vực đền thờ với lực lượng cảnh sát dày đặc nhằm giữ gìn an ninh trật tự vì sự hấp dẫn của kho báu mà đền thờ này ẩn chứa. Ở vị trí tiếp theo đó là đền chìm. Các bạn có thắc mắc tại sao nó được gọi là đền chìm không? Đó là bởi vì nó bị nhấn chìm hoàn toàn dưới biển khi thủy triều dâng cao. Chỉ khi nước rút xuống, ngôi đền mới trồi lên khỏi mặt biển, để lộ ra bức tượng thần Shiva Lingam cao hơn 1,2 mét. Chính bởi sự chìm nổi bất thường này nên nó mới được gọi với cái tên như vậy đấy. Ngoài cái nickname kia thì ngôi đền này còn có tên là Stamheshwar Mahadev. Đây là ngôi đền thờ thần Shiva với tuổi đời khoảng 150 năm, nằm tại thị trấn Kavikamboy thuộc bang Gujarat, Ấn Độ. Ngôi đền cổ này nằm trên biển Ả Rập và Vịnh Cam Bay, được thiết kế khá là đơn giản, không quá cầu kỳ về mặt kiến trúc, nhưng nơi này vẫn là điểm đến đặc biệt đông khách và trở thành điểm tôn giáo linh thiêng ở Ấn Độ. Và ở vị trí cuối cùng đó là đền Borobudur. Ngôi đền mà bạn đang nhìn thấy đây là công trình đền tháp Phật giáo lớn nhất thế giới, được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận vào năm 2012 đấy. Ngôi đền này cao 42 mét với kết cấu 3 lớp rõ rệt. Nó ẩn chứa vô vàn nội hàm thâm sâu của Phật gia về kết cấu vũ trụ. Theo tính toán của các nhà khảo cổ thì công trình vĩ đại này phải mất 100 năm để xây dựng và hoàn thành. Sau khi vương triều Phật giáo Shailendra sụp đổ, Borobudur đã bị bỏ hoang và lãng quên trong suốt 10 thế kỷ cơ. Người ta tin rằng ngôi đền tháp đã bị chôn vùi sau vụ phun trào lớn của núi lửa Merapi tại vùng này vào thế kỷ 14. Đây có thể là một điều may mắn khi cho bụi đã phủ kín Borobudur, giúp hạn chế sự hủy hoại của thời gian và con người. Sau đó, chính quyền thuộc địa đã cho dân địa phương khai quật ngôi đền và sự kỳ vĩ của công trình khi lộ diện đã khiến tất cả những người chứng kiến phải kinh ngạc. Oh my God! Wow! Cảm ơn tất cả các bạn vì đã theo dõi hết video của ngày hôm nay. Với các bạn, trong danh sách ngày hôm nay thì ngôi đền nào là bí ẩn nhất? Hãy để lại cái tên mà bạn cảm thấy ưng ý nhất trong phần bình luận bên dưới nhé! Và nếu thấy video này bổ ích cũng đừng tiếc cho chúng mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng biết.
Và để cùng đồng hành cùng với chúng mình trong hành trình khám phá thế giới xung quanh thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ và hình quả chuông ở bên cạnh nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.